chơi duyên đã đưa chúng ta đến với nhau. Và bây giờ hãy đặt tên cho đội nào. Xin mời ạ, đội anh Hoàng Mèo ạ. À, đội anh hả? Dạ, tên gì ạ? À, vẫn chữ mèo luôn. Dạ. Nhưng mà là búp bê mèo. Tại ở đây có một cô búp bê rất là đáng yêu. Đây là búp bê mèo. Mèo, đây là mập mẫm mỉm. Búp bê mèo mập mẫm mỉm. Đó. Đội mỉm. Rồi, dạ, kết thúc đội, đội mỉm. Đội mỉm, cảm đội ơn rất nhiều ạ. Về đội đội của mình thì sau khi mà đã thống nhất với nhau là đưa ra quyết định cuối cùng là em bé có râu. Đội râu. Đội râu à? Đội râu à, dạ xong luôn. Dạ xin mời đội thứ ba. À. Đội thứ ba xin mời ạ. À. Là trái tim bập bùng chị ạ. À? Dạ đội bùng luôn ạ. À. Đội chứ bùng luôn.